Bây giờ là câu 37 nè. Cho hỗn hợp X chứa 18,6 gam gồm sắt, nhôm, magie, FeO, Fe3O4 và CuO hòa tan hết X trong dung dịch H2O3 dư thấy có 0,98 mol H2O3 tham gia phản ứng, thu được 68,88 gam muối và 2,24 lít khí NO duy nhất. Khí NO duy nhất nha. Mặt khác, từ hỗn hợp X ta có thể điều chế được tối đa M gam kim loại. Vậy giá trị của M là bao nhiêu? Nhớ là cái bài này á, là chỉ cho cái NO là khí duy nhất, chứ nó không có nói là cái NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3 trừ. Cho nên trong cái dung dịch muối mà mình thu được á, là có cả NH4 cộng ở trong đấy. Nhớ nha. Như vậy là cô giải cái bài 37 nha, của đề Nguyễn Tất Thành năm 2018, đề số 17 nha. Sắt nè, nhôm nè, magie nè, FeO, Fe3O4, CuO. Tổng khối lượng là 18,6 gam cộng với H2O3. Số mol là 0,98 mol tham gia phản ứng. Thu được muối là 68,88 gam muối này. Muối là có H2O3 dư nha. H2O3 dư thì sắt gọi là sắt 3. Al3 cộng, magie 2 cộng, CO2 cộng, NH4 cộng, NO3 trừ. Đó. Rồi. Khí NO là mấy? 0,1 mol cộng với nước nè. Vậy là mình tính được cái nước trước. Bảo toàn khối lượng tính được nước đi. Là 18,6 cộng 0,98 nhân 63 trừ 68,88 trừ 0,1 nhân 30. Nước là 8,46. Để làm lại cái nào, 18,6 cộng cho 18,6 đúng chưa? Cộng cho 0,98 nhân 63 trừ 68,88 trừ 0,1 nhân 30. Nước là 8,46 mà chia 18 là 0,47 mol này. Nước là 0,47 mol nha. Có nước rồi tính được nữa, 4 cộng nè. Bảo toàn hydro này. 0,98 trừ 0,47 nhân 2. Rồi đó chia cho 4 là 0,01. 0,01 nè. Cái bảo toàn nitơ là tính được NO3 nè. Nên 0,98 nè. Trừ cho 0,01 nè. Trừ cho 0,1 nữa nè. Là chỗ NO3 này còn 0,87 nè. Đó. 0,87 nha. Mà cái hỗn hợp này á, là cô quy đổi nè. Cô quy đổi về thành kim loại sắt nè, nhôm nè, đồng nè, magie và nguyên tố oxy. À, cô quy đổi dễ tính. Như vậy cô bảo toàn oxy bên đây. Oxy bên đây là mấy? Oxy bên đây là 0,47 nè. 0,47 nè. Cộng 0,1 nè. Cộng 0,87 nhân 3 nè. Trừ bên đây. Trừ 0,98 nhân 3 nè. Oxy đơn còn 0,4.
Oxy chỗ này là 0,24 nè. Oxy mà là 0,24 nè. Thì 4 kim loại này bao nhiêu gam? Lấy 18,6 trừ 0,24 nhân 16 là 14,76 gam nè. Bây giờ vấn đề là mở bắt tính cái chi chứ? À, tối đa là 14,76 gam kim loại đây. Ra kim loại đây rồi. Điều chế tối đa bao nhiêu gam kim loại đây, thành phần kim loại đây. Như vậy là cô xong bài 37 nha. Bài này tương đối ngắn.